Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là cái buổi 1 trong cái chương trình mà mình muốn hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm PSim ứng dụng trong cái việc mô phỏng điện thử công suất. Thì mình cũng rảnh ngày hôm qua và hôm nay cũng suy nghĩ rất là nhiều để mà làm sao mà lên được một cái bài giảng mà cho mọi người dễ hiểu. Đấy. Thế thì khi mà bắt tay vào thực hiện thì chưa biết là thực hiện như nào. Thế nhưng mà hôm nay thì được mình nghĩ là sẽ là đưa ra một series các cái bài giảng từ cơ bản đến nâng cao và ứng dụng thực hành luôn trên cái phần mềm BSim. Như thế thì mọi người sẽ rất là dễ hiểu, tức là mình sẽ học qua cái việc thực hành. Thì trong cái buổi 1 để vừa là nhập môn vừa là cơ bản nhất thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mô phỏng cái mạch buck converter sử dụng PSim. Thế thì đối với cái mạch buck là một cái mạch điện cũng rất là cơ bản mà mình nghĩ là chắc là nhiều bạn là cũng đã biết rồi. Mạch buck là mạch có tác dụng là mạch giảm áp, tức là mạch DC-DC, tức là đầu vào thì là nó lớn hơn điện áp đầu ra, là nhỏ hơn điện áp đầu vào, và đều là điện áp DC. Thế thì như mọi người thấy trong cái mạch buck converter thì là chúng ta có thành phần là cái switch là van, van có thể là van MOSFET hoặc là van IGBT, diode, điện cảm và tụ điện và giá trị đầu ra. Thế là như mọi người thấy là trong cái mạch buck converter này thì chúng ta quan tâm điều gì? Chúng ta thấy là trong cái chúng ta là chúng ta cần phải lựa chọn tính toán làm sao các cái từ cái thông số mà đề bài người ta đưa cho, ví dụ như là về công suất, về giá trị độ đập mạch của dòng điện đầu ra, rồi là của điện áp đầu ra, thì chúng ta tính toán được các cái giá trị về lựa chọn van, lựa chọn điện cảm, lựa chọn tụ điện sao cho nó hợp lý. Thì mình cũng sẽ nói trước khi mô phỏng thì mình cũng sẽ nói qua cái công thức làm sao để mà chúng ta lựa chọn được các cái giá trị như thế. Thế thì như mọi người thấy ở đây là trong cái mạch buck converter này, về về cơ bản thì là bao giờ van nó cũng sẽ có hai trạng thái là turn on và turn off. Thế thì dựa vào cái trong một cái chu kỳ thì khi mà turn on, khi mà turn off cái điều gì xảy ra, và từ đó ta phân tích như thế nào để tính toán được các cái thông số trên cái mạch này, thì mình muốn là các bạn phải hiểu rất là rõ để mà tính toán cho nó chuẩn xác trước khi mà mình bắt tay vào mô phỏng. Thế thì như mọi người thấy, đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích để cái phương trình, cái công thức của cái điện cảm để mà lựa chọn ra được cái giá trị điện cảm cho nó phù hợp. Ok, mình sẽ sang cái trang tiếp theo, mình sẽ phân tích thêm. Như mọi người thấy ở đây trong cái là cái van nó sẽ có hai cái trạng thái là turn on và turn off. Vậy thì trong cái quá trình van turn on thì ta thấy theo cái phương trình, theo theo cái môn lý thuyết mạch, tức là sử dụng cái định luật Kirchhoff, là ta thấy chúng ta vẽ một cái vòng vòng tròn như thế này, thì ta thấy là cái giá trị VL, điện áp của điện cảm là sẽ bằng ở đây là chính là bằng VOUT, còn đây là VIN. Như vậy ta thấy là khi khi mà cái van turn on chúng ta sử dụng cái phương trình Kirchhoff 1 thì ta sẽ có là giá trị là VL này này là sẽ bằng VS trừ đi VO. Rất là dễ hiểu thôi, không có gì khó cả. Thế khi mà cái van turn off, tức là không cho dòng điện chạy qua, thì lúc đấy là nó sẽ là lúc cái van diode này nó phát huy tác dụng, tức là cái phương trình mạch điện sẽ có dạng như thế này. Và chúng ta cũng vẽ một vòng và ta thấy là cái giá trị VL này là bằng trừ V0. Bởi vì là đây, chúng ta thấy khi khi mà chạy một vòng này thì âm dương sang âm, dương sang âm, như vậy là cùng chiều với nhau, như vậy ta sẽ có là VL cộng V0
là bằng 0, như vậy suy ra là VL sẽ bằng trừ V0. Đấy là về chúng ta sẽ có được cái dạng dạng sóng là như thế này. Thế tiếp tục là trong một cái chu kỳ đóng cắt thì sẽ có một cái giá trị mà chúng ta quan tâm, đấy là duty cycle. Duty cycle là được định nghĩa là bằng cái thời gian van on trên tổng cả một chu kỳ. Thế thì dựa vào cái phương giả sử rằng là chúng ta không không có cái tổn hao công suất, tức là không không có load, không không có tổn hao công suất, thì là cái công suất đầu vào sẽ bằng cái công suất của đầu ra. Như vậy là ta sẽ có là VS nhân IS, tức là điện áp và dòng điện đầu nhân với dòng điện đầu vào, là công suất đầu vào sẽ bằng VOUT nhân với IOUT, và ta sẽ được là VOUT chia VS là bằng IS trên IOUT. Mà ta đã định nghĩa đấy là cái duty này thì sẽ bằng cái giá trị đầu ra chia cho đầu vào. Mà trong cái mạch bấc này, trong mạch bấc thì cái giá trị đầu ra này là luôn nhỏ hơn cái giá trị đầu vào, đúng không? Như vậy là cái D này là luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Và ở đây ta lại có cái phương trình là VOUT trên VIN, tức là V đầu vào thì bằng IIN trên IOUT, như vậy là sẽ bằng D. Như vậy là cái duty cycle. Như vậy là chúng ta phải nắm được cái khái niệm là duty cycle như nào và công thức tính toán nó. Thế từ cái phương trình mạch điện chúng ta vừa phân tích, thì bây giờ làm thế nào để tính toán được cái giá trị giá trị inductor, tức là giá trị điện cảm ở đây. Thế thì như mọi người thấy trong cái quá trình van turn on thì ta vừa mới biết được đấy là VL này thì là bằng VS trừ đi VO, trong đó VS là V đầu vào, VO là V đầu ra. Thế thì ta có một cái phương trình kinh điển của điện cảm, đấy là VL thì bằng L nhân DIL trên DIT, và VL trong trong cái nửa trong cái chu kỳ mà van on thì bằng VS chia cho VO tất cả trên L. Thế còn cái DI trên DT thì cái thời gian mà VS trừ VO, VO VOUT này nó chính là D nhân T. T là gì? T là cả một cái chu kỳ tức là gồm thời gian đóng và thời gian ngắt, thì cái thời gian mà van van mở van on turn on ấy, thì sẽ là D nhân T. Delta Y trên D nhân T, thì delta Y này nó là cái sai số đập mạch cho phép, thường là nó chỉ là vài phần trăm thôi. Đấy, thế từ này ta mới rút ra được DI sẽ được tính toán là bằng DT trên L nhân V in trừ đi VOUT. Mà VOUT ta vừa mới có ở trong cái trang trước, VOUT thì đã bằng D nhân với V in. Vậy ta thay vào đây, ta rút cái V V in này ra. V in là VS là như nhau ấy, đây người ta ký hiệu là VS, hiểu là nó giá trị đầu vào, thì ta sẽ có được cái công thức tính delta y này và ta sẽ rút ra được L. Như vậy nếu đề bài mà cho yêu cầu rõ là điện áp V in bằng bao nhiêu, giả sử bằng 100, V out là bằng 25, vậy ta sẽ tính được cái D này sẽ là bằng 25 chia cho 100 là bằng 1/4. Ta sẽ tính rõ được cái này. Cái delta y này đề bài cũng sẽ cho sẵn. Delta y người ta sẽ yêu cầu là thường là giá trị dòng điện đầu ra, IL này chính là cái giá trị dòng điện đầu ra này, mà IL cái giá trị dòng điện IL thì là hơn bao nhiêu phần trăm, thì tôi có thể làm 2%, 3%. Đấy thì tạm sẽ biết trước được cái delta y này, cái f này là tần số frequency, cái tần số này có thể là 1 Hz, 2 kHz hoặc bao nhiêu thì người ta cũng sẽ cho sẵn, và cái giá trị VI này cho sẵn. Như vậy là các bạn sẽ tính được cái giá trị của điện cảm rất là đơn giản. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến cái phần là tính cái giá trị của tụ điện. Thế chúng ta nhìn vào cái chu kỳ tiếp theo. Thì làm thế nào mà để tính được cái giá trị của tụ điện? Ta có một cái công thức kinh cũng có một cái công thức kinh điển để mà tính, để đấy là công thức tính UC hoặc là VC. Đấy, VC thì bằng cái giá trị gọi là trong lý thuyết mạch hai người ta gọi là sơ kiện ban đầu. Đấy, cộng cộng với 1 trên C nhân tích phân từ 0 đến T của IC nhân với DT. Thế thì như ta thấy ở đây, người ta tính toán, người ta bắt đầu từ đây quay quay lại cái giá về 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 cái về 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 cái
cái công thức tính tính IL một chút. Ở đây mọi người thấy IL này, trong cái nửa chu kỳ khi mà van turn on này thì giá trị nó tăng lên. Khi mà nửa còn lại thì giá trị nó giảm đi. Và người ta sẽ tính được cái giá trị trung bình. Trung bình của nó thì nó sẽ là phải là cái giá trị một chiều mà trung bình của giá trị đầu ra. Tức là mặc dù là nó có đi lên, nó có những cái gợn gợn này đi lên đi xuống, nhưng mà cái giá trị trung bình nó là giá trị DC. Thế thì cái delta Y này này nó sẽ tính dựa từ cái điểm từ cái giá trị cao nhất đến cái giá trị thấp nhất. Thì đấy là cái delta Y, tức là cái nhấp nhô, cái đập mạch của cái dòng điện, nhưng mà trung bình của nó thì vẫn là cái dòng điện một chiều. Đấy. Thế thì trong nửa chu kỳ đầu thì nó tăng lên, và trong khi mà van turn off thì nó giảm đi. Điều này cũng rất dễ hiểu. Đây mọi người xem, trong nửa chu kỳ đầu khi mà van turn on, như vậy là cái điện cảm này ban đầu là nó chưa có cái gì cả. Tới khi mà cái van này turn on cho phép cái dòng điện đi qua thì lúc đấy là cái nguồn này nó mới cung cấp năng lượng cho cái điện cảm. Như vậy là cái giá trị điện cảm này nó bắt đầu từ chưa có gì, nó đi đi lên, đạt đến cái đỉnh peak, cái đến 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 khi mà cái van nó turn off. Thế khi mà turn off thì lúc này không có nguồn thì cái giá trị điện cảm này, nó cái năng lượng ở trong điện cảm này nó xả đi. Như vậy là cái van này là nó xả, và nó dần dần là nó đi xuống. Đấy, đấy hiểu đấy là nói một cách gọi là mình hiểu một cách dễ hiểu, không không cần dựa vào phương trình là tại sao cái dạng đồ thị nó đấy. Thế bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ đến tính toán cái giá trị của tụ điện. Thế thì như mọi người thấy, tụ điện ở đây người ta bắt đầu tính tính từ đây, tính từ cái điểm này đến điểm này. Thế thì như ở cái điểm này là đây, nó là dt trên 2, và cái điểm này nó là t cộng với lại dt trên 2. Xin lỗi, nó là điểm này nó là dt trên 2, thế còn điểm này nó sẽ là dt cộng với lại xin lỗi, nó sẽ phải là nó sẽ là như thế này. Nó từ đây, đây là t trên 2 nửa chu kỳ này, cộng với lại dt trên 2, tức là đến đây. Như vậy nó sẽ là t cộng dt tất cả trên 2. Thế thì cách chứng minh là hoàn toàn tương tự như ở trong như cách tính toán cho điện cảm. Như vậy là ta sẽ rút ra được cái công thức tính tụ điện. Cái thành delta Y này là đề bài nó cũng cho rồi, và chúng ta vừa phân tích cái delta V này cũng thấy. Delta V này là cái sai số cái mà đề bài người ta cũng sẽ cho trước, và mình sẽ có cái này là cái tần số này thì sẽ tính theo công thức bằng một một trên t, hoặc là t bằng một trên f cũng thế. Tức là cái chu kỳ này mình sẽ tính là từ cái thông số của cái tần số mà người ta cho trước. Thế thì mình sẽ hoàn toàn tính toán được cái giá trị về tụ điện. Thế sau đó thì bây giờ chúng ta mới đi vào cái phần điều khiển. Đấy, thế thì ở đây như các bạn thấy là đây là cái người ta dùng cái bộ điều khiển là bộ điều khiển PID, đúng không? Chắc hẳn là tất cả các bạn ở đây thì đều biết là cái bộ điều khiển PID là như nào rồi, đúng không? Mình không 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 cần đi sâu quá vào phần đấy. Thì ở đây là người ta sẽ điều khiển cái giá trị đầu ra. Cái giá trị đầu ra này thì nó cũng chính là cái giá trị dòng điện của điện cảm. Cũng dùng cái sensor là để đo được cái giá trị đầu ra. Thế còn đây là cái giá trị đặt thì mình có thể tính cái giá trị đặt này dựa theo cái dựa theo công suất, bởi vì ta có công thức là P thì bằng U nhân với I. Như vậy là ta có công suất, có điện áp thì ta sẽ có xin lỗi có điện áp đầu ra thì ta sẽ tính được cái giá trị dòng điện đặt đấy. Thế thì qua cái bộ PID này thì ta sẽ tạo ra được cái giá trị V0. Thế tuy nhiên là như mọi người biết là để điều khiển được cái van này đóng mở thì ta phải dùng cái bộ so sánh duty với lại cái sóng ngang, sóng tam giác. Thế thì ở đây là cái giá trị V0, thì mà cái biên độ của cái sóng tam giác thì bao giờ bắt đầu từ 0 lên 1 rồi xuống 0.
Như vậy là ta vừa quay lại trở lại cái câu chuyện lúc trước, đấy là duty thì bằng gì, thì ta có là duty thì bằng VOUT trên VIN. Như vậy ở đây ta phải thêm một cái khối chia, tức là ta nhận, tức là ta nhân với 1 trên VIN thì cũng chính là chia cho VIN, và như vậy là cái đầu ra ở đây nó chính là duty. Thế thì ta sẽ có duty và ta đưa vào ta điều khiển. Thế thì bây giờ chúng ta cùng mở cái phần mềm PSim. Đây, mọi người thấy. Đây là mình đã tính toán sẵn rồi, mình đã tính toán sẵn. Thế thì ở đây, đây là giá trị đầu vào là 100V. Tính toán cộng điện cảm, trụ điện. Đây là bộ điều khiển PID. Thế là bộ điều khiển PID thì ở đây là chúng ta có một, tại sao chúng ta sử dụng cái khối limit này, là bởi vì ta thấy là trong cái mạch bấc này thì bao giờ cái dòng điện, cái điện áp đầu ra là nó cũng phải luôn luôn nhỏ hơn cái điện áp đầu vào. Đấy, nó nhỏ hơn điện áp đầu vào. Thế nên là ta phải giới hạn làm sao cho cái, ta đã biết ở đây là cái giá trị VOUT, nên ta phải tới giới hạn làm sao cho cái VOUT này là nó phải nằm từ 0 đến 100, nó không được phép lớn hơn cái 100 này. Thế sau đó thì có cái VOUT này thì ta chia cho VIN nữa được cái duty ở đây, là so sánh với phun tam giác. Thế thì cách lấy các cái khối này như nào? Thì cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta vào cái phần đấy là element này, thế cái phần power này mọi người có thể lấy trực tiếp ở đây cũng được. Đấy, ở đây nó đều có. Đây đây là các cái thành phần như là điện cảm RLC, các cái switch, van, MOSFET, rồi transformer, tất cả mọi thứ nó đều có hết trong này rồi. Đấy, thì mọi người có thể lôi trực tiếp ra thôi. Đây, lôi ra. Thế, đây thế cái rồi là các cái khối này thì nó thật ra những cái khối này là những khối rất là cơ bản. Đấy, nó rất là cơ bản, nó đều có sẵn ở dưới này rồi, mọi người có thể lôi trực tiếp. Nếu mà không tìm thấy thì có thể là lấy ở trong trong cái thành thư viện của nó. Đấy, thế bây giờ các cái khối mạch bấc chúng ta phân tích này. Đầu đây là giá trị đầu vào. Vào là điện áp đầu vào thì mọi người thể lấy ở đây, đây là đầu vào này, đây là van thì có thể lấy ở đây, van MOSFET thì mọi người click vào cái chuột phải thì là tự động nó sẽ xoay đi thôi. Thế rồi là điện trở, mọi người sẽ lấy trực tiếp đấy thì nó nhanh hơn đấy. Thế rồi là cái đây là cái, đây là cái sensor để mà đo dòng điện, đưa dòng điện này ta đưa vào cái bộ bộ bộ, bộ. Đây. À đây, thế nếu mà để cho nó kết nối nó không bị phức tạp thì mọi người có thể sử dụng cái nhãn thì mọi người lấy từ đây ra, mọi người viết tên vào là nó sẽ ra được giống như thế này thôi. Thế đây đây là cái sensor để đo cái sóng, gọi là voltage sensor cũng được, không nó không phải là voltage sensor mà nó giống như là cái que đo thì nó sẽ đo được sóng và mọi người đặt lên. Thế còn đây mới là cái sensor để đo được điện áp này, thì mọi người có thể lấy trực tiếp từ từ đây là sẽ ra được. Đấy, đây là đây nó cũng có cái voltage sensor, thì để biết rõ hơn thì bấm vào help này thì nó sẽ viết rõ cho mình. Đấy, đấy để cho mọi người hiểu. Đấy, thế điện cảm tụ điện, thế là, đây là cái bộ PID rất là đơn phân, xây dựng là, đây là thành phần K, thành phần khuếch đại, đây là thành phần tích phân. Thế thì sau đó đây là giá, đây là cái giá trị mình đặt nó là hằng số, thì mọi người lấy từ mà đây nó không có đấy, thì mọi người có thể vào cái thành phần, cái mọi người có thể là vào element này, sau đó vào không không phải vào con tăng đấy, và con tăng thì mọi người sẽ lấy được. Đấy, thế rồi là các cái khối tính tổng hoặc là trừ như này thì là nó đều có sẵn ở đây rồi, mọi người sẽ lôi ra. Đấy, thế thì sau khi có duty thì mọi người tạo cái khối xung tam giác. Xung tam giác thì ở đây là cái duty cycle xung tam giác này là nó khác cái duty này nhá. Cái duty cycle xung tam giác này là nó là nó sẽ có dạng là cái dạng răng cưa 0,5, mình đặt là 0,5 để cho là cái dạng răng cưa, nó là cái dạng răng cưa. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ mình sẽ chạy mô phỏng xem là cái kết quả nó như thế nào. Mọi người bấm vào đây là mọi người chạy được mô phỏng.
Thì để cho cái hình, mọi người muốn lấy cái hình ảnh nó đẹp, để lấy cái hình ảnh đẹp mà khi khi mà đưa vào trong báo cáo thì mình sẽ chỉ cho đấy, sẽ đầu tiên là mình sẽ là y là mình sẽ lấy cái y là mình add, thế mình vào cái phần cover này mình thay đổi cái đường gọi là trong tiếng Việt gọi là cái đường sóng ấy, cho nó đậm hơn, nó rõ nét hơn. Thì ở đây mặc định của cái phần mình có thể thay đổi, nhưng mà ở đây thì nó để sẵn là một. Tất nhiên mình có thể thay đổi để cho các mình có thể cài đặt để các cái lần khác là nó tự động nó theo ý của mình. Thì là bốn rất là to, và cái thành phần phông chữ này mình có thể để chọn cái phông chữ nó to hơn cho nó dễ nhìn chẳng hạn vậy. Đấy đấy thì mọi người thấy là nó rất là to và nó dễ nhìn. Đây là cái phần IL này. Tiếp tục là mọi người thử xem là cái giá trị payout. Đấy, xin lỗi. Là đây là đấy, khi nếu nếu mà mọi người chẳng may mà bấm như này mà thấy cái đường nó nhỏ thì mọi người có thể vào cái thành phần mình bấm Add Data Cover, vào cái cover mình thay đổi cái kết quả mô phỏng, cái đường mô phỏng làm sao cho nó đẹp hơn, cho nó dễ nhìn hơn. Mọi người có thể thay đổi màu ở đây. Ví dụ là mình có thể không thích màu đỏ, mình dùng màu xanh chẳng hạn. Đấy, cho nó khác biệt đi chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ thay đổi. Như vậy là mọi người thấy là ở trong cái file mô phỏng của mình là mình đang đặt cái giá trị đạt là 5. Như vậy là trong cái kết quả mô phỏng là nó cũng đáp ứng được 5 và trong một thời gian rất là nhỏ. Như vậy là cái bộ điều khiển này này nó rất là tốt. Đấy, thì chẳng hạn duty chẳng hạn. Duty thì mọi người cũng có thể muốn xem thì mọi người cũng có thể là bấm vào xem. Đấy, như vậy là cái điều kiện bị, bởi vì ở đây là sao, ở đây là mọi người thấy này, nếu mà mọi người muốn muốn zoom cho nó to lên đấy thì có thể bấm vào đây, vào đâu cũng thể, là đây là vào cho nó to lên này, to lên rồi là kéo nó lên xem nó bằng bao nhiêu. À, như vậy là nó bằng 0,25. Nó bằng 0,25 thì hoàn toàn chính xác, bởi vì là ta đã có công thức là duty thì bằng điện áp đầu ra chia cho điện áp đầu vào. Như vậy cái giá trị Vout này của mình là nó bằng 25, mà cái giá trị đầu vào của mình như mọi người thấy là bằng 100. Như vậy là cái duty này sẽ bằng 25 chia cho 100 là bằng 1 phần 4, là bằng 0,25. Và cái như vậy là nó hoàn toàn chính xác đúng không? Và cái thời gian, và mọi người muốn trở về cái hình dạng ban đầu thì mọi người bấm vào cái redraw này. Đấy thì nó sẽ trở về cái sóng sóng ban đầu. Thế thì thời gian đáp ứng rất là nhanh. Đây mình nghĩ là thậm chí là 0,0 bao nhiêu thôi, 0,0 0,0 0,001 chẳng hạn vậy. Thế để lấy kết quả thì mọi người bấm vào cái này để copy. Và nó là một cái buổi rất là cơ bản, chỉ mang cái tính chất là giới thiệu thôi, giới thiệu về cái mạch bấc và cái cách mô phỏng nó như thế nào để mọi người nắm được. Thế các cái buổi sau là mình muốn đưa các cái kỹ thuật nâng cao hơn. Kỹ thuật ở đây cái base sim thì nó không có cái gì khó lắm, nhưng mình muốn đưa những cái kiến thức điện tử công suất nâng cao hơn để mà mọi người biết được và từ đó là có cái niềm yêu thích say mê hơn. À, có đồng ý không nhỉ? Ok, vậy thì mình xin phép là dừng cái buổi ghi hình tại đây và hẹn các bạn vào buổi tiếp theo. Thì là trân trọng cảm ơn.